Xin chào bạn đồng sĩ Sóc Kỳ Đức. Hôm nay mình vừa cắt bao đầu cho một trường hợp bệnh nhân nam 27 tuổi bạn. Đấy thì đây là kết quả sau khi mà cắt bao đầu máy. Các bạn thấy là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc đây. Đấy, bình thường nó sẽ che như thế này. Đấy. Thì nó vừa đủ. Đau nghe. Đấy, cái dây hãm thì nó chính giữa luôn. Thì em để nó tự dụng cũng được, nhưng mà nếu mà tự dụng nhiều khi nó thành cái lỗ ở chân của cái ghim ấy, và không để lâu thì nó sẽ có như thế. Hầu hết là nó cũng ổn thôi, nhưng mà có những trường hợp nó sẽ bị như thế. Xem nghe chụp bác sĩ có tiếng thì nó mới đấy. Ừ. Anh làm riêng được không? Riêng được, nhiều vấn đề không? Riêng không được. Làm bác sĩ thì chỉ mong là tay nghề của mình mở phòng 84 nghe cua, nhưng mà làm một kinh điện thì không được. Trong khi mổ, ví dụ có vấn đề là bệnh nhân người ta réo thì chết mình. Cắt xong rồi à? Xin chào bạn đồng sĩ Sóc Kỳ Đức. Hôm nay mình vừa cắt bao đầu cho một trường hợp bệnh nhân nam 27 tuổi bạn. Đấy thì đây là kết quả sau khi mà cắt bao đầu máy. Các bạn thấy là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc đây. Đấy, bình thường nó sẽ che như thế này. Đấy. Thì nó vừa đủ. Đau nghe. Cái dây hãm thì nó chính giữa luôn.